Chả giấu gì anh em vì đợt vừa rồi thì bố mẹ cũng hỗ trợ một ít, thành ra là cũng mua được chiếc xe trả góp để tăng gia sản xuất. Thế cho nên là bây giờ đang chạy Grab đây này các bạn này. À đây rồi, may quá. Có cuốc đây rồi, có cuốc xe rồi. Đỗ vào ven đường này để liên hệ với các bạn này xem nào. May quá. Cứ tưởng hôm nay móm, thế mà cuối cùng lại không móm. Các bạn thử đoán xem, là giờ Duy đang chạy chiếc xe gì. Chạy Grab bằng chiếc này hơi bị ổn luôn. Mỗi tội là cái tiền đầu tư ban đầu ấy, hơi mặn một tí. Em đặt xe à? Em đặt xe anh. Ờ anh em mình lên xe đi thôi. Em ngó nghiêng gì đấy. Sao lại bé này? Audi mà đúng không? Đúng rồi, Audi đấy. Audi không đây anh? Đúng rồi em ơi. Audi thật đây. Audi em tưởng Audi phải to chứ nhở? Đi phải to. Không nhưng em yên tâm, em trông này thôi, ngồi vô tư, yên tâm. Đấy, ngồi thử hàng ghế sau coi biết ngay. Mở em cái cửa. Ok rồi, anh bấm mở rồi. Audi đây á. Audi mà, bốn vòng tròn, em thấy bốn vòng tròn đầu xe không? Bốn vòng tròn thật này. Ơ, anh thấy cái vẻ không ổn. Thôi rồi, lên trên này ngồi rộng hơn. Lên trên ngồi rộng hơn. Cứ để ba lô đấy cũng được. Không được anh, nhà bán mấy con lợn. Gói ba lô dữ thế nhỉ. Ngay đi đâu mà ba lô ấy, trông gớm đấy. Khổ, nhà em bán mấy con lợn này đi dạo thị trường mua ô tô. À thế à? Anh thấy đặt Tố Hữu, Tố Hữu có showroom nào được à? Ui, điều hòa mát dưới. Ô chuyện, xe Đức cơ mà. Điều hòa nó gọi là lạnh. Anh quên mất ông anh dặn mọi hôm là anh hay có cái chăn ở đằng sau đấy. Nhiều chị em mà đi xe của anh toàn cho mượn chăn để đắp đấy. Em đặt em cứ từ mấy khi tại em đặt Grab tan được i10, nay là được hẳn Audi, không biết Audi ra làm sao. Em tưởng Audi nó to lắm. Thế hay xuống đổi đặt thành vai ớt. Thôi, đã lên rồi, đi anh. Ờ, thế đi nhá. Chốt chưa? Rồi, chốt ok, được rồi. Không thì anh mới lăn bánh thì từ đây ra đấy nó cũng không xa lắm thì... Ok, anh em đi. Phần đầu video là một cái clip rất là vui thôi. Mong quý vị các bạn ủng hộ nhá. Bên cạnh... Duy lúc này đang chính là chiếc Audi A1. Ở trong cái phần đầu video mà Duy cũng có đã giới thiệu cùng quý vị các bạn, ở bên tay phải của Duy là phiên bản Ultra, còn bên tay trái là phiên bản S-Line. Chiếc màu trắng này là chiếc mà Duy đã sử dụng để đi đón cậu em ở trong video. Nói đùa với các bạn chạy Grab thôi, chứ còn thật ra là Duy muốn nói rằng đây là một cái mẫu xe khá là nhỏ gọn để di chuyển trong thành phố. Nó có khá nhiều những cái ưu điểm, đặc biệt là với cái khối động cơ 1.0 98 mã lực này thì chiếc xe này cho chúng ta cái mức tiết kiệm nhiên liệu ở mức ổn. Đấy. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với những cái chi tiết thiết kế ở bên ngoài, những cái đường nét thiết kế bên ngoài của chiếc Audi A1. Được sản xuất năm 2016 và được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam qua nhà nhập khẩu tư nhân. Hiện tại chiếc xe này đang có cái mức giá bán loanh quanh khoảng gần 1 tỷ đồng. Ở cái phần đầu xe có thể nói Audi đã thiết kế cho cái chiếc Audi A1 của mình có những cái phần khá là bề thế, và nó không cho chúng ta cái cảm giác nhìn đây là mẫu xe nhỏ các bạn ạ. Đặc biệt là cái phần lưới tản nhiệt này, họ làm hạ thấp nhé, mở rộng. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đường viền xung quanh là chrome, nó chiếm đa phần lớn cái mặt ca lăng phía trước. Đấy. Chúng ta nhìn vào nó có sự hài hòa. Và nếu mà chúng ta nhìn trực diện ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đầu xe, mặc dù là mẫu xe nhỏ, mà cái phần đầu xe nó được làm lớn, bè rộng sang hai bên. Nếu mà để nói cạnh tranh trực tiếp ấy, thì chiếc xe này có chiếc Volkswagen Scirocco, cũng là một trong những cái mẫu xe có cái thiết kế ở bên ngoài nhỏ mà khá là thể thao. Nhưng mà cái ưu điểm của Audi A1 nó lại đến từ chính cái phần màu sắc ở bên ngoài. Cái đường nét thiết kế nó khá là tối giản, với đường gân nó vừa phải, nhưng mà nó lại cho chúng ta một cái nhìn nó cá tính, nó thể thao. Nội thất ấy thì các bạn đã xem ở đầu video rồi, nó tinh tế, nó thể thao, nó cũng vẫn tối giản như cái vẻ bề ngoài của nó vậy. Đối với cả những mẫu xe của Audi là cái phần đèn pha của họ, riêng những cụm đèn pha và cụm đèn hậu của Audi ấy, họ luôn luôn đi nghiên cứu những cái công nghệ về đèn pha rất là nổi tiếng.
họ cái hệ thống đèn của họ bây giờ lên tới laser rồi. Và các bạn có phải thấy không? Từ 2016 mà họ đã thiết kế những cái đèn như này. Nó sắc và nó đẹp phải không ạ? Để ngay đường led của nó. Đấy, các bạn có thấy rõ không ạ? Rồi đây là bi led nhé các bạn nhé. Đấy, xi nhan này cũng được làm rất là khéo léo đây này. Đấy, Duy sẽ bật lên cho các bạn xem. Các bạn chờ Duy một chút. Đấy các bạn thấy không? Cái đèn xi nhan này. Đó. Đi xi nhan không phải là xi nhan led đâu, nhưng mà họ làm kiểu giả led ấy, bên trong là bóng halogen nhé. Đấy, còn bên ngoài các bạn thấy này. Đấy, nó có một cái đường ở đây. Nó là cái phần hắt cái phản xạ thôi. Còn đuôi xe thì với cái thiết kế nó bầu bầu và nó khá là thể thao thì Audi A1 cũng là một trong những cái mẫu xe được đánh giá khá cao về cái tính thẩm mỹ, cái ngôn ngữ thiết kế của mình. Ở đằng sau thì hơi tiếc rằng là một mẫu xe 2016 mà không hiểu sao Audi họ lại không trang bị cho mẫu xe này một cái hệ thống camera lùi. Chúng ta chỉ có 4 cảm biến ở phía sau thôi. Để so với một mẫu xe nhỏ thì cái phần không gian để phía sau của mẫu xe Audi này thì chúng ta sẽ chỉ có thể để được một cái vali cỡ lớn mà thôi. Hoặc là để thêm một hai cái ba lô nữa, còn khó lòng mà chúng ta có thể để những cái thêm những cái vali phía sau. Thế đây chúng ta có một cái ngăn để đây để chúng ta để những cái đồ vật. Ồ. Nhưng mà chỉ để được bên trên thôi, để xuống dưới thì lại phải nghiêng khó khăn. Nếu mà chúng ta muốn tháo để đồ thì sao? Cái này bỏ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? À, để xem chiếc xe này có được gập phẳng không nhá. Ồ, được các bạn ạ. Đây các bạn có thể thấy rằng là mặc dù là không được phẳng lì đâu, nhưng mà chiếc xe này có thể gập cái hàng ghế này xuống để tạo không gian để đồ ở phía sau. Đây chúng ta có thể tạo thêm không gian để đồ tiếp bằng cách là chúng ta hạ cái tấm này xuống. Đây chúng ta sẽ có thêm được cỡ khoảng chục phân nữa để cái đồ vật cao. Các bạn có thể thấy rất là rõ ràng một điều là nếu như mà ở thị trường Việt Nam mình ấy thì cái hàng ghế thứ hai này thực sự là không phù hợp. Một người lớn ngồi như Duy ở đây thì cái phần lưng ghế này đang rất là đứng này. Còn cái khoảng sáng đầu thì chúng ta không còn khá nhiều đâu ạ. Chúng ta chỉ còn khoảng 3-4 phân gì đó thôi. Còn cái vị trí đầu gối tới cái lưng hàng ghế thứ nhất ấy, thì chúng ta cũng sẽ còn khoảng từ 5-7 phân. Nói chung là ở mức ổn. Nhưng mà đặc biệt là cái lưng của hàng ghế thứ hai này thì có lẽ là sẽ chỉ đi trong phố thôi các bạn ạ. Chứ còn đi ra những cung đường khoảng 30-40 km trở lên thì người ngồi sau cũng sẽ không mấy thoải mái đâu. Đây, chúng ta có được cái vị trí để tay ở đây thì ok. Ở đây thì có lẽ rằng hai người lớn ngồi thôi, chứ còn để ba người ngồi thì sẽ khá là khó chịu. Các bạn có thể quan sát tiếp một chút xíu nữa những cái phần không gian của cái hàng ghế thứ nhất. Vâng, chào đón các bạn đến với khoang thứ nhất, chính là phần bảng táp lô của chiếc xe Audi A1. Rồi, chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa chỉnh bằng tay. Và các cái cửa gió điều hòa này được làm dạng tuabin máy bay khá đẹp mắt. Có lẽ rất nhiều bạn sẽ hỏi rằng Audi A1, một mẫu xe tính tại thị trường Việt Nam năm 2016 thì mẫu xe này có cái mức giá bán lên tới khoảng gần 1,4 tỷ đồng. Thì màn hình đâu ạ? Đây, giới thiệu các bạn. Bấm một phát là tòi lên luôn. Và đến bây giờ Audi vẫn giữ những cái thiết kế màn hình thò thụt hay là lật ngửa như thế này. Đến ngay Audi Q7 mới thì cũng là một cái màn hình vừa phải thôi, được nằm giấu ở dưới bảng táp lô. Khi mà chúng ta cử dụng ấn thì chiếc màn hình nó sẽ được đưa từ từ lên. Ở trong khoang nội thất của chiếc xe này thì phải nói là nó được làm khá là tối giản, với rất ít những nút bấm, chỉ là những cái nút cơ bản thôi. Để thiết kế to rõ ràng, đầu đĩa ở đây chúng ta có hai khe cắm thẻ nhớ SD luôn. Rồi Duy sẽ hạ thấp đưa mức gió đi một chút để chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng hơn. Cái hệ thống khởi động auto start stop ở đây các bạn có thể đấy, ở đây trên nắp ngay đây. Đây các bạn có thể thấy rõ ràng ở đây đấy ạ. Rồi ạ. Cái điều mà Duy ấn tượng nhất như phần đầu video Duy có chia sẻ với cả các bạn và cậu em, đó là cái phần vô lăng này được thiết kế nhỏ
ở hai bên này có những cái phần gờ lên và cho chúng ta cảm giác cầm nó không phải là tròn xoe, nó có những cái vị trí cầm khiến cho tay chúng ta có cảm nhận rất là thích thú, và người lái cũng sẽ cảm nhận được cái chất thể thao ở trên cái mẫu xe này. Có lẽ là từ nãy đến giờ Duy cũng đã dành quá nhiều những cái từ ngữ để khen chiếc xe này rồi. Nhưng mà Duy phải nói rằng là đây là một chiếc xe rất là hợp lý nếu mà chúng ta không nghĩ tới vấn đề về giá bán. Đi trong phố thích, nhỏ gọn, luồn lách tốt, khung gầm cứng chắc, thân vỏ rất là ok, nước sơn rồi tất cả những cái trang bị. Chính xác là như vậy, một mẫu xe cho chúng ta khá nhiều cảm xúc khi cầm lái. Và với một mẫu xe thì không có cái mẫu xe nào hoàn hảo phải không các bạn? Ở đâu đó nó sẽ vẫn có những cái phần chưa được. Mà bây giờ ngay bây giờ thì Duy cũng sẽ nói luôn. Thứ nhất, cái điểm Duy không hài lòng ở trên chiếc xe này đó chính là cái phần màn hình. Màn hình cái phần hiển thị nó chưa được sắc nét này, đồ họa nó chưa được đẹp này, nó còn hơi nhỏ. Và các bạn có thể thấy rằng nếu mà chúng ta ngồi ghế không cao thì cái phần thông tin ở phía dưới đây chúng ta đang bị che khuất. Đấy là một cái thiết kế mà Duy cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Đấy, các bạn có thấy không? Phần thông tin bị che khuất. Rồi, chúng ta có tiếp cái gì ạ? Đó, điều hòa vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Thật sự là với một cái giá thành như vậy thì có lẽ là Duy đang đòi hỏi nhiều hơn đối với cả một mẫu xe. Ở phía dưới đây thì chúng ta là Duy đang chưa tìm thấy phần kết nối cổng USB, mới chỉ có cổng sạc 12V thôi. Đó là một cái điểm Duy chưa thích. Rồi hàng ghế thứ hai, ngồi không thực sự thoải mái dành cho một người lớn. Nó chỉ là ở mức vừa đủ dùng mà thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là mẫu xe này không có ga tự động cruise control các bạn ạ. Vâng, đó lại là một cái điểm nữa mà Duy cảm thấy chưa hài lòng. Vậy các bạn thấy sao về chiếc xe này ạ? Các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Với tầm tiền khoảng gần 1 tỷ đồng thì các bạn sẽ chọn những cái mẫu xe nào? Sau khi chia sẻ với chúng tôi về những cái ý kiến nhận định của các bạn thì có một điều các bạn đừng quên. Nhớ like, share, subscribe. Ai subscribe rồi thì nhớ ấn chuông. Không là chúng tôi đi chạy Grab hết thật đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.